Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho các bạn tham gia một chương trình adopting từ dự án Near Blockchain nha các bạn. Thì để tham gia dự án hôm nay các bạn cần click phần link mô tả dưới video của mình. Các bạn mở link tài Twitter của nó ra nha các bạn. Các bạn like nha các bạn. Các bạn chính xác như tài Twitter. Gia tăng 3 người bạn mình vào nha các bạn. Tài Twitter lên nè. Có khi hot tag không ta? Rồi sau đó thì bạn nhập vào đây các bạn follow hơn nha các bạn. Rồi sau đó các bạn bật up lên nè. Rồi các bạn tiếp tục click phần link mô tả thứ hai của mình, các bạn mở cái link phong lên đây các bạn. Rồi các bạn điền là username tại Twitter của tất cả các bạn nè. Cộng winv chính nè các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn điền lại một cái ví nia của tất cả các bạn nha các bạn. Nia của bạn thì bạn nhập vào nia wallet nè. Bạn nào chưa có ví nia thì tạo tài khoản ví nia nha các bạn. Rồi sau đó thì các bạn nhập vào một nhận nè. Bet rồi ta. Rồi các bạn copy cái này nha các bạn. Cái ID tài khoản mình nè. Rồi các bạn dán vào cái link form này nè các bạn. Rồi các bạn bấm gửi nha các bạn. Là xong. Ok, vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia dự án Near đến đây kết thúc nha các bạn. Vậy mình chào tạm biệt và hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.